tâm đảnh lễ, cầu hoàng mẫu cứu độ chúng sinh. Con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh, Nam Mô Hội Thượng Phật chứng minh, Nam Mô Tam Bảo Đạo Tràng chứng minh, Nam Mô con nhất tâm đảnh lễ Tổ Thầy chứng minh. Phục nguyện Hoàng Mẫu Chân Kinh, cầu nguyện tam cõi cộng đồng thánh thần tiên Phật, nghe nguyện này xin vui hỷ lạc thanh tịnh trang nghiêm. Địa mẫu đánh tối cao giác ngộ, điện linh quang tế độ chúng sanh. Hỏi ai chớ có lạc lầm, đời vàng châu ngọc chỉ rành nếu tu. Cõi trần thế mịt màu tâm tôi, phải nghe lời mẹ thuyết chân kinh. Chớ ham vật chất lụy phiền, sớm đi mau thức tình mẹ ban phước lành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Thánh nguyện đức ta màu từ trên khói hương này à, xin mẫu ngữ cảm ứng chứng minh tất lòng thành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Tâm đăng tỏa sáng ta trăm ngàn muôn kiếp ta về gặp đâu. Hạ quân kỳ ba long qua hội, mẹ bán điên làm mà mới rõ thông. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Chân đu tiên thành tâm trình mẫu á, ngọn linh đăng tôi tấu mười phương. Điện quang tỏa ánh chiếu dương, cầu xin từ mẫu Tây Phương chứng đàn. Mẹ giang thế độ giảng dân, nguồn thương sầu đồng bấn khuân, nhìn đăng lòng tương mẹ gần bên con. Xưa mẫu ngự chim non phải miêu, tình thêm ma tay quyền diệu ứng linh. Châu chép ba lại tâm tình mẫu thương, nhìn biển cả trùng dương nước bi ca, tiếng khổ sầu tha thiết lòng đau. Mẹ trong từng lượng sóng ngào
cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ. Mẹ sáng cai quá độ khắp nơi, núi sông vũ trụ đất trời chính do Hoàng Mẫu tạo đời an vui. Con trẻ nguyện sớm chiều tu niệm, ngày lẫn đêm lo kiếm hạnh con. Dân nghĩ rằng mẹ chứng lòng son, dạng dân nghĩ ba tánh nước non thanh bình. Nam mô vô thượng như không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nhìn làng khói trầm hương bay tỏa, nhớ mẹ hiền lễ nhỏ dòng cháu. Đàn con tha thiết nguyện cầu mẫu từ phố điển nhiệm màu chứng minh. Chốn trần miền cung nhìn đại lễ kỷ niệm ngày giáng thế từ con, thượng tặng mẹ phủ càn khôn chuyển khai hoằng đạo pháp ba môn hành tường. Đọc kinh mẫu lòng như sao xuyên, gửi tâm thầm thầm viếng mẫu thân. Chuông chùa vang tiếng xa ngân, chành lòng con trẻ tuôn dần lễ xa. Khói hương cầm thiết tha theo gió,
đạo vàng rực rỡ, hạ bồ đề nay nở rừng cây. Trên thiền nói nghiệp tan mây, điển thiên mẹ chứng nhật ngai kinh đàn. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Hoa tươi thắm kính dân từ máu, gió hương lành nhẹ thổ người thương. Dập đầu lại mẹ xót thương, chính lòng con kẻ cúng dường dân hoa. Lời gian cầu thiết tai quan, chốn dương trần tở án phù dân. Chúng sanh đau khổ vô ngần, thành tâm lại mẹ gọi lần tối xưa. Ngày cây màu sớm trưa bay màu, điện quyền linh phủ quanh bao khắp. Nhớ mẹ hiền con chấp tay cầu, lại mẹ độ hết tây năm châu. Cầu xin sanh chúng sớm hầu diệu cung. Người dưới thế trọn giờ hội long qua mẫu tử tương phùng, hương lành thơm ngát ấy lạ lùng. Bồ đề rau nở tại cung diêu kỳ, qua thơm ngát con quỳ dân lễ. Tại nhà dân đó quả sanh thành cầu, từ mẫu giáng linh chứng đàn. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Quả tươi xanh tâm thành cung kính, tiên kẻ thờ nguyện thành từ tôn. Điện linh phủ khắp càn khôn, chuyển khai đại đạo tiếng đồn vang xa. Tùng kinh mẫu gia gia ngọn mơ, mẹ giáng trần con đoạn sơ cai. Lời châu ghi lại trần ai, là do quyết mạch phi tài từ con. Quay lên tài lão
tiền miên dân làm nước thành nhà yên thanh bình. Tám nhật mẫu trì kinh địa mẫu chúng sanh đều xóa đòi nhàn thanh. Mùa màng xuân tốt tươi xanh quả hoa tâm ghét hương lành từ bi. Thăm ăn mẹ khắc ghi sanh sở kỷ niệm ngày mẹ ngự tông trung. Dập đầu bái tạ dương cung độ an sanh chúng tao phùng long quang. Kính lại mẫu thiết tha lời trẻ dân quả tươi thánh mẹ chứng tri. Dập đầu lại đức diêu kỳ điển thiên mẹ phổ phú quý dân lành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Cung cảnh dân thủy thành thơm nhát nga nhớ trăng mười thập bát hằng niên. Đúng ngày giáng thế mẫu hiền thủy thành bát ngọc thánh huyền cung nghinh. Đàn con trẻ quỳ xin mẹ chứng độ dân nghị lành bền vững tâm tu. Sơn khê rạo bước ngao du vào nơi biển thánh rừng nhu tu hiền. Dân thủy thơm kiền thiền dòng bãi điện mẫu từ phú rải khắp nơi. Mẹ thương dưỡng dục khuyên đời ngữ nơi thượng cõi ban lời ngọc châu. Mẹ truyền pháp nhiệm màu phán chiếu cứu đàn con tận hiếu tận trung. Nguồn thương mẹ phủ ngàn trùng suối lòng ngào ngạt ban chúng con lành. Chính mẹ tạo non sông tươi tắm biển sông sâu thăm mây thầm trùng khơi. Hoàng khai đại đạo khắp nơi kể từ vô thủy đến đời hậu thiên. Tâm kinh mẫu lời khuyên lai láng điển quyền linh tỏa sáng mười phương. Tại dân bát ngọc trà hương thành tâm lại mẹ xót thương chứng đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chim ngon mẹ đây lời mạch quyết nga đức từ tôn tha thiết khuyên con hiếu trong giữ vẹn cho tròn mẹ hiền điểm bao còn chúng sanh tám nhật mẫu thành tâm kính mẫu tâm lòng son dòng thấu diêu cung dạ dạ xâm hợp trong phòng dân an quốc thới hưởng chung thanh bình mùa màng được xin tưới sông tốt mẹ đổ con từng phút từng giây núi sông vũ trụ đó đây chính do hoàng mẫu dựng gầy mà nên linh căn mẹ dưới trên phân rõ tâm chân kinh mẹ tỏ lời châu hoàng khai đại đạo nhiệm màu quá xanh bốn biển năm châu tươi nhuận Phật mẫu ngữ thượng tầng độ thế điển chân linh phước huệ rải ban tâm kinh mẫu dạy rõ ràng con lành hiếu thảo đàn tràng cung nghênh phước lộc thọ hiển vinh do mẫu trọn đủ thời kỳ mẫu hằng niên dân an nước thành nhà yên lời châu mẫu dạy gắn chuyên tu trì thơ ngâm diệu quyền di cơ mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh xưa vua bàn cổ phong danh diêu trì Phật mẫu quá tâm muôn hồi chân linh mẫu xét soi vũ trụ điển âm dương kết ta tổ thai nhi thượng phần máu ngự phương phi phần ra thiên địa trị về chúng sanh địa mẫu truyền chân kinh tâm quyết ngà khi âm dương hội nghĩa cùng nhau mưa hòa gió thuận tươi màu quá xanh nhân loại ngạt ngào chân thân vậy ai mới bước lành đường đạo phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh lời châu mẹ giải quyền linh hoàng thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn cầu linh mẹ bảo toàn sanh chúng độ nhân sanh giữ đúng hạnh tiên từ đây thiên địa phân riêng âm dương chân khí linh nguyên chẳng rời
nhật nguyệt tinh phương trời tỏa sáng, mái hiền di hiện rõ thần thông. Mẹ phân Nam Bắc Tây Đông, bốn phương tám hướng bao dòng càng khôn. Điện Thiên Mẹ bảo tồn vinh cổ, chốn trung ương Mẹ thủ địa châu. Linh quang chiếu sáng nhiệm màu, thiên tiên bảo dưỡng gồm thấu nhân lành. Phu quân mẫu trường sanh bất lão, tài cao minh sáng tạo huyền di. Thiên lung địa diệu kỳ, đi âm phối hợp phục quý diêu đài. Thiên địa lập âm lai dương khư, khi thần giao dành giới điển linh. Đất trời do tạo hóa sinh, pháp ma luân thường chuyển siêu thành căn nguyên. Chính mẹ tạo tôi hiền Chúa Thánh, phổ điển linh chân tâm này tâm thanh. Chẳng ngần qua quá xanh xanh, thiên can thường chuyển vận hành địa chi. Thần với khi hiệp thành thái thanh, mẹ cô mang cành cánh đi thập niên. Tình thương mẫu tử tiên liên, mười thô đúng nhật chia riêng què hào. Trong y bát quái thần vào tám hướng, tám quả do mọi hướng định ra. Sáu hào một què vào giờ đúng, thập niên trường chuyến dòng thánh thai. Mình đi quân sức thế trần ai sao, vì thiên tử khi tài quyền quang. Mẹ phán vua thiên hoàng con trường đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai. Nhân hoàng tám địa thiên tài, còn ba vị nữa phân rài sau đây. Vua phục thi ngài hay biến quá, bát quái phân phát quả điện linh. Chỉ rành tám hương thanh thanh, âm dương vũ trụ quang minh phân bài. Vua thần nóng phi tài ngũ cấp, sắc lệnh gieo châu khắp nơi.
cần để cho người thế tâm thân thanh nhàn. Vô trụ do mẫu hoàng xuất phát, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên. Thượng tầng bao phủ điện tiên, chẳng rời xa khỏi mẹ hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời thanh nước biếc, khắp bốn mùa tám tiết trở say. Gió ngàn có lượng tầng mây, quá xanh nhân loại cỏ cây thú cầm. Có ngủ nhẹ bỗng trầm ngân thổi, khắp muôn nước từ mẫu dưỡng sanh. Các đời dương đế đại danh, từ trong thân nghe mẫu trưởng thành mà ra. Danh đi làm có năm mẹ tò thắng cảnh, chốn lâm sơn tiết lạnh sơn rơi. Có cây cổ thụ sống đời, sắc dân trăm họ gió nơi màu hoàng. Năm giông lúa tươi xanh dung dưỡng, sao thứ gạo dành thưởng nhân sinh. Nhân dân no ấm hiển vinh, sống nhờ điển mẹ quyền linh phủ đầy. Khi lìa thế gọi thấy thân mẫu, sự hoa xanh dời đổi vô thường. Thân mẹ là chỗ giữa nương, từ tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn. Nào châu quận thôn làng tính quyền, kìa lâu đài cung điện quy nga. Am chùa quán xá lập ra hiền, tiên thánh mẹ đà thượng phân. Chư Phật đất kim thân do mẫu, cả trăng châu ngọc bộ đó đây. Hiếu chi kẻ ước việc này, lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành. Loại kim khí bạc vàng quý bao, tất cả do mẫu tạo xuất ra. Dương hầu dạng quốc gia gia, cũng do lệnh mẹ bán ra tôn sùng. Người dưới tế hiếu rung vàng dở, bao quyền linh sao trước mẹ ban. Dân an quốc thới nhà an, đế dương cùng cảnh mẫu hoàng từ tôn. Nước nào bị dập dòm chinh chiến, cũng do nơi
đến dâm quyền linh quang điện mẹ dầm đó ở đây có tạo lạnh the đầy lúa dài cùng quá quá rau cải trái cây nào là chua ngọt đắng cay nào là lúa ăn thuốc uống rừng cây ai tường hành ớt hẹ rừng đường tiêu tỏi khắp nhân sinh khỏi bệnh đau hoa xanh linh dược nhiệm màu cao lương mỹ vậy thiếu hoa đau vật nào lại có dấm châu dầu tương muối suối nào bằng nguồn suối tình thương mẹ ban trăm vạn mùi hương lao tâm bỏng quyết khi đoạn trường vì con công lao mẹ bút son khó tả vô khói đau từ máu chăn sàn nỡ nào quên đức nghĩa cho đành vật ăn uống mẹ dành cho đó sản phẩm do mẹ quá tạo ra cần đai qua bạc tiền vật dụng hiện ra hàng ngày mẹ chẳng thấy một ai lòng tưởng thân mẫu xanh ban thưởng khắp nơi vật chi chẳng xót trên đời máu không lời nhớ thương trong vô độ tận hoàng tạo hóa do màu xanh ra quả địa cầu dương trần như thể bèo trôi canh đời trống rỗng thám sầu nạn bi ngoài càng khôn như lai tạm ẩn chứ bồ tát tàn lãnh biệt tinh từ vua chúa tới quân binh sẽ đều tận diệt nhân xâm điêu tàn phương hướng dành tiêu tan tất cả như ở trong lò quả bị tiêu muôn loài dạng vật bao mẹ ván truyền châu cao quý ai sưu tầm diệu lý quang minh thành này tâm khảo sát trên kinh thọ trì giảng nói chúng sanh hiểu rằng
lành thế người được hiển danh. Khi tài quyền diệu cao minh mẫu từ gián bút ngọc linh kỳ nhập vào tâm kẻ hiền năng sáng suốt chân khi như anh đi đuốc thiên tiên mẫu cho phán nghi bọn hoàng nguyên chân thành đúng hoạt sức liền chẳng sai tình khi hiệp cho ai dưỡng tánh gắn tu hường cảnh thượng đài khai tâm trung kiện đạo ngay lý chân thông hiểu chớ rài bỏ qua cầu quán tưởng sâu xa kinh phe bài nông nổi mà chi chân kinh lành mẹ có gì từng thành văn võ chẳng ghi lời vàng đại từ tôn mẫu hoàng cao cả trong nhà đành sao tao nhân mặt khách anh tài nông thương trong sẽ nở nào lãng ngơ không đền đáp tôn thờ cung cảnh sau nghĩa cả thiên liên đành lòng mọi bạc chân truyền lời châu chánh pháp ấy đạo nhiệm màu ai rõ giả đò như chẳng tỏ ngộ chi phụ ân phật mẫu diêu trời đó đài muôn kiếp ba chẳng thì tái sanh muốn biết rõ tánh danh phật mẫu hãy lắng nghe lời mẫu phân rành lão bà hõm đọn quá xanh thái còn mồ mịt trượt thanh chẳng tường thiên địa chia âm giới dương khí thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm tuổi thọ chín ngàn sáu trăm thời gian sức thế khổ tâm nhọc nhằn muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ ngài biệt ly diệt độ chẳng ngờ mẫu hoàng tử giả con thơ quá thần chớp nhón phút giờ chia ly thứ không ngữ mây đài thượng cõi điện quang minh chiếu rọi khắp nơi quyền di biến qua chuyện đời truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha
chẳng thấy ai lệ xa nhớ mẫu. Chốn trần gian gợi nỗi nhớ thương, ngự thuyền nước sóng mây trùng dương, nào ai để già vấn dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước kê mong quyết mạch trùng hồn. Sớm về điện ngọc cung diêu, con lành cố gắng yêu trong tu tiền. Hỏi tí sổ hỏi tí sổ khai thiên tịch địa, giảng sự thành hiếu nghĩa di tiên. Chân kinh Phật mẫu diệu quyền hơn 180 câu khuyên sanh đời. Mọi câu mọi ý lời mẹ thuyết, con từ nguồn mạch quyết chảy ra, gồm bao lời ngọc thiết tha, chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ nghi. Khắp gia gia điều trì niệm mãi, thì mùa màng cây trái hoằng sai, ấm mây no hưởng lạc trần ai. Cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dờn, điện quang mẹ còn trường cổ đổ con thơ hỏi đổ nhiều công. Nếu ai chẳng tin bất tòng, mùa màng ruộng rẫy sâu trồng bỏ ăn. Cuộc sống đi đành khó khăn đi đau khổ, nhân sinh lầm vào chỗ hiểm nguy. Không mong sống sót được gì, đại kiếp thì quả phong phi ngập tràn. Đại từ tôn mẫu hoàng cho biết, trời đông mẫu từ mẫu từ xuất hiện thần thông, vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh. Mẹ phụ điện linh quảng đại, tâm quyết thư để lại chân kinh. Kim ngôn siêu thoát hoàng minh, từ tôn bảo dưỡng chúng sanh an nhàn. Là con tràn khung cảnh, mỗi hằng niên nguyện thành mẫu từ. Đúng ngày thập bát
sĩ trắng nghe mời gia gia tụng niệm người người trì kinh. Lập đại lễ hoa sinh trà quả dân hương đăng tất cả khiếp tinh cùng nhau hỏi hiệp trì kinh sớ dân y từ mẫu chứng y minh con lành. Nếu như có nhân danh hiền sĩ truyền ba kinh nghĩa lý đồ đầy từ tôn đại thọ nghi đầy cháu con hiền sĩ từ đây huy hoàng hưởng lộc thọ vinh quang phú quý hạng phú bằng hằng sĩ hiền thần truyền kinh phổ biến xa gần gia gia vui tưởng muôn phần ấm no mẫu hứa sẽ ban cho con thảo năm trai làm kế tạo lửa hương hai giai hiếu đạo thuần lương đời đời nói giỏi to đường tâm môn nam nữ nào sùng tôn kính mẫu cảnh lễ ngày kỷ mẫu thành tâm mẹ ban phước lộc cao thâm thiên sinh dạng đại hưởng âm đức dài sứ phương nào hằng ngày cúng vía đàn tràng cầu bốn phía an sanh bảo toàn tánh nghe mạng chúng sanh mẫu hoàng phổ điện ứng linh lợi nguyện quốc dân nghi nào kiện thiền giống bay thọ trì kinh nhớ mãi tâm ân mẫu từ cho sức thánh nhân thông minh sức chung muôn phần quyền linh công đức kỳ mẫu vô hình khó tả dầu lâm sơn biển cả khó hơn ai mà đáp nghĩa đền đơn phải sùng am tự quả sơn tượng hình rồi dân lên hương linh thờ phượng tạo lập thành tượng bái từ tôn diêu trì Phật mẹ linh hồn hiếu tử làm đặng ý ngôn kiên truyền mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo gắng sức xây tái tạo mau đi tùy với đeo phương tiện hữu vi chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào mẹ chứng lòng thành cao tâm hảo sẽ ghi con tên thảo đề danh
hội sạch ta trở về Diêu Cung. Bởi vì con tận trung tận yêu, đắc quả cao cổ kiêu khai minh. Con hiền thọ hưởng trường sinh, nhờ lòng quán đại quang minh tâm thành. Mẹ sắc tư phong danh muôn thọ, chánh quả thành dứt nở trần ai. Bán cho cụ phẩm điên đài trung ương thượng quốc về ngay đền vàng. Thành đại la nghiêm trang quý bao, phu phổ đồng đắc đạo kim thân. Mẹ ban đỏ hướng hồng ân, đủ danh này bố điện muôn phần gia giang. Đức từ tôn mẫu hoàng bảo dưỡng, trải hết tâm vô lượng vô biên. Ngự nơi cõi thượng tiên liên, độ cho quốc dân yên thành bình. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô A Di Đà Phật. Lạy đức địa mẫu, nam mô con kính lại địa mẫu đấng tối cao vô thượng, đã giáng lâm phù hộ thế gian này, với ánh linh cùng đức độ cao dài, công tế thế an ban danh còn đơn. Nam mô con kính lại địa mẫu ân độ sanh vô lượng, ân bảo kỳ cứu tử lại vô biên. Mẹ của nhân gian, mẹ thanh mẹ hiền, hàng Phật tử chúng con nguyện ghi mài. Nam mô con kính lại địa mẫu đấng mẫu nghi tư hài, danh lần khắp cả nước non tiên. Xuống trần gian làm Phật mẫu mẹ hiền, để cứu độ chúng sanh cơn hoạn nạn. Nam mô con kính lại địa mẫu đấng anh linh vô hại, xin mẹ ban phép là cứu trần gian đang sống trong nghiệp chướng ngã chốn trần hoàng. Xin tế độ cho muôn loài hết khổ. Nam mô con kính lại địa mẫu, xin mẹ ban ân lành cho Việt Nam Phật giáo thịnh hành, được tôn nghiêm màu nhiệm giới viên thành. Cho con mẹ bốn phương đều kính mẹ, ngủ canh từ
canh móc nhìn trần lệ tuôn rơi, chúng dân khổ lụy nạn tới bời, nên lo tu tình này con dạy lại mẹ nguyện cầu về khổ giới. Cánh hai điện lực ngã rải mọi nơi, thiện nhân tu tình được thành thơi, sao không cố gắng tu trì dạy thương xót con mẹ chẳng nghỉ ngơi. Cánh ba lụy mẹ nhỏ tràn trề, hết lời kêu gọi con tỉnh mê. Cuộc đời say đắm dòng vật chất, chôn lấp linh quang cạn lối về. Thu giấc cuộc đời giấc nam ca, cánh tư đắm lệ cõi ta bà. Điện linh ban xuống lời từ ai, kêu gọi thiện nhân nga nhủ mẹ già. Cánh năm trầm ngâm suy diệu quyền, bổ ban quyền diệu giúp quan thiên. Thiện nhân cứu giấc tu hành dạy, di lạc quái linh dạy chứ. Ngày ngày lòng mẹ bấn khoăn cùng vì thương trẻ nơi chung bụi trần, nỡ nào xây mặt sắp lưng liêu chiêu, con đỏ mẹ đành xiết than. Trời cho quay nổ sấm giang, nếu không có mẹ tàn chúng con. Bởi nên mẹ trách phiền con công, mẹ sanh sản chẳng còn tiếc chi. Con sao bạc nghĩa chẳng ghi, nhờ ơn tạo quá chút gì công danh. Nếu như mẹ vẫn bỏ đành, thì con đâu đặng nên danh cuộc đời. Ngày ngày ăn uống vui chơi, chớ hề con niệm địa thời mẫu đây. Muốn nên kiện vật tạo gây, muốn đổ con trẻ phải bài dỗ khuyên. Đôi lời mẹ nhắc con ghi, ngày nào kêu mẹ mẹ liền dắt con. Trần gian tâm tối mịt mờ, con ơi nghe mẹ thăng đường con đi. Nhưng
con ở mẹ về thượng thiên. Nam mô vô thượng hư không địa bảo dưỡng sanh A Di Đà Phật. Trước hương đăng trà hoa lễ chi thành, con bái tạ mẫu nghi. Mẹ là đại đức từ bi, vì thương con dại mới đi xuống trần. Lời cháu ngọc mẹ cần dạy biểu, dắt con chỉ bên chỉ bờ lo tu trọn đạo đặng nhờ thiên liên. Này các con quyết tâm chi tịnh, giữ một lòng vẫn nhìn lo tu. Giờ này là tuyết âm mô điển thiên, mẹ giáng xuống trần độ con. Nên con mới biết cùng son bờ bên đồng, cùng nhau dắt đến trường thi. Gia trang sắp bạc ngang bài thanh trà hoa, quả lễ bài kính dân. Con lên bé chúc mừng hoàng mẫu, cầu phước dư cho Nam Việt an vui. Giờ này cầu nguyện đã rồi, lại đưa đức mẹ phản hồi thiên cung. Nam mô vô thượng hư không diêu trì kim mẫu dược sanh bảo mạng từ tôn. Đại từ tôn cảm ứng chứng minh A Di Đà Phật. Kiện thiền vọng bay màu hoàng chánh chánh đạo giao sắp an dân tình. Đạo người khỏi chốn u minh, vọng cầu bái mẹ nhờ tình xót thương. Chúng dân tai quả đã dương, lại mẹ dạy dỗ mến tường thiên cơ. Gió cực tự tôn tay viên ba chủ, dương cung tay mẫu đê đầu lại tả từ ân. Hào quang rọi xuống hướng lân tình thành, khắp trong dân nghi chúng đi làm lành thương yêu dầm giúp ba chân đành bỏ nhau. Mây lành rọi tỏ năm màu, có cây tươi tốt lào lào thái dương. Yên vui bốn ma bể mới tường cơ, trời sắp đặt ưng thường dễ gian. Diêu trì chấn chỉnh sửa sang, bao nguồn về cõi một đàn chánh quy. Kiện thiền vọng bái từ tôn chuẩn nghi, tam giáo mới toàn lý cao. Ơn trên cam lộ rào rào, chúng con nguyện vọng ước ngao thái bình.
vô thượng hư không, diêu trì bạch mẫu phát đại chứng minh. Phẩm kinh con mới đọc rồi, nguyện xin phước y đức dùng bồi chúng sinh, cho người thức tâm tu hành bên mê phút chốc biến thành ao sen. Lý kinh sang suốt như đèn rọi vào tâm trí, tối đen sáng đèn tổng kinh đẻ mẫu có duyên gặp người trí thức bạn hiền đồng tu. Ngày ngày tinh tấn công phu điển quang, mẹ chiếu linh căn sáng ngời, cuối sinh Phật mẫu chứng lòng tâm nguyện quyết chi gắn công phu. Nam mô vô lượng hư không, địa mẫu vượt sanh bảo mạng chân kinh đại từ tôn. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc từ thị tôn Phật. Nam mô linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy y Phật A Tu Cần Thế, nguyện xin phước y đức hùng bồi chúng sanh, trần gian biết nẻo tu hành, đèn trí huệ biết đường Phật tiên. Quy trần gian sửa tâm chứng đắc kịp thời, linh căn mẹ điệp mỗi kỳ long hoa. Quy y tăng chân truyền máu đại, phải ăn chay giới lực nghiêm trang, giá tạm luân hồi vô vi thượng cảnh trở về thiên cung. Nam mô vô lượng hư không, diêu trì Phật mẫu phát đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa rồi quý vị đã nghe bộ kinh Địa Mẫu Chân Kinh do gia đình Phật tử Trần Văn Cao, pháp danh Thiện Ân 62 tuổi, Phạm Thị Bảy pháp danh Diệu Trầm 56 tuổi, Nguyễn Minh Tính pháp danh Thiện Minh 37 tuổi, Phan Thị Mỹ Phương pháp danh Diệu Lan 36 tuổi, Nguyễn Hồng Lệ pháp danh Huệ Châu 35 tuổi, Nguyễn Văn Hùng pháp danh Minh Hậu 47 tuổi, Nguyễn Minh Tài pháp danh Thiện Phúc 32 tuổi, Nguyễn Thị Hoài Nhi pháp danh Diệu Phẩm 27 tuổi, Nguyễn Văn Phước pháp danh Thiện Điền 30 tuổi, Phan Thị Quyền Trang pháp danh Diệu Hưởng 30 tuổi, hiện ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, nước Việt Nam. Tâm thành ấn tông chân kinh truyền ra đại chúng gần xa nghe cùng, nghe kinh mẫu sanh mây lòng tôn kính, phước nghi báo này quan hệ biết bao
chí thành. Trên dưới quyết lòng cung kính đồng phùng.